Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archive of Osteoporosis, tỷ lệ loãng xương cổ xương đùi của phụ nữ mãn kinh Việt Nam là 25%, có nghĩa là 4 người sẽ có 1 người bị loãng xương. Tỷ lệ loãng xương tại đốt sống của nhóm đối tượng này còn cao hơn, lên đến 50%, có nghĩa là cứ 2 phụ nữ mãn kinh sẽ có 1 người bị loãng xương đốt sống. Đây là bệnh có đặc điểm tổn thương cấu trúc vi thể của xương, làm giảm tỷ trọng khoáng chất của xương, kết hợp với sự hư biến cấu trúc của xương, làm cho xương mỏng và yếu, đến mức rất dễ gãy, dù bị chấn thương rất nhẹ, thậm chí có thể gãy tự nhiên. Tuy nhiên, dấu hiệu nhận biết của loãng xương thường khá muộn và khó nhận biết. Thực ra loãng xương là một cái bệnh âm thầm không có triệu chứng. Thường bệnh nhân sẽ chỉ được biết là mình bị loãng xương khi mà gãy xương xảy ra, hoặc là vô tình đi khám sức khỏe và được bác sĩ chỉ định đo mật độ xương thì sẽ được chẩn đoán là loãng xương. Có một số các cái dấu hiệu để nhận biết đối tượng nguy cơ cao bị loãng xương. Ví dụ, phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh, phụ nữ nhẹ cân, thấp bé, hoặc là những người phụ nữ mà có thói quen hút thuốc lá này, uống rượu này và ít vận động, và có chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng đấy là cái buồng trứng nó không sản xuất đủ estrogen và progesterone, và thậm chí là testosterone. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai đấy là do chế độ ăn không đầy đủ protein, canxi và các cái chất khoáng. Nguyên nhân thứ ba có thể là do ít vận động quá. Cái nữa là do sử dụng cà phê, rượu và hút thuốc lá quá nhiều. Còn có thể là do gen. Bên cạnh đó thì cũng có thể có một số bệnh mà ảnh hưởng đến cái chuyển hóa xương, như là suy gan này, là suy thận này, ung thư này, và một loạt các cái bệnh nội tiết. Muốn có một cái khung xương khỏe mạnh thì chúng ta cần phải có đủ cái lượng protein để xây dựng khung xương, cần có cái đủ cái lượng khoáng và đặc biệt là canxi và để xây dựng cái khung xương. Bên cạnh đó thì cần thêm các cái khoáng chất khác như magie, mangan, đồng kẽm. Khi mà chúng ta dùng canxi thì chúng ta rất là nên lưu ý là cần phải có bổ sung đủ một cái lượng vitamin D cần thiết. Là một sản phẩm dinh dưỡng của công ty Nutricare, Nutricare Bone, sản phẩm chuyên biệt cho xương khớp, độc đáo với canxi nano siêu nhỏ dễ hấp thu cùng vitamin D3 giúp tăng cường hấp thu canxi tại ruột, giúp phòng chống loãng xương. Với bộ ba dưỡng chất collagen type 2, chondroitin sulfat, acid hyaluronic giúp khớp dẻo dai và linh hoạt hơn, công thức ít béo giàu vi chất rất dễ tiêu hóa và tốt cho tim mạch, phù hợp cho người thường xuyên vận động, chơi thể thao, người lớn tuổi có nguy cơ cao bị loãng xương. Như vậy là ngoài cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì chúng ta cần phải phơi nắng ít nhất là 15 phút mỗi ngày vào cái lúc mà nắng tốt, tức là trước 9 giờ sáng. Vào mùa đông, nếu như chúng ta không phơi nắng được thì chúng ta có thể sử dụng vitamin D bổ sung kết hợp với canxi để có thể hấp thu được cái canxi đó, và tập thể đến mức độ vừa, tăng cường chịu lực lên xương sẽ là những cái bài tập tốt cho xương.